Kiều Anh và Xuân Hùng xin kính chào quý khán thính giả đến với phần điểm tin thế giới. Thưa quý khán thính giả, điểm tin thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các tin sau đây do Võ Thái Hà tóm lược. Hải quân Trung Quốc và Hoa Kỳ tập trận trên biển cùng một lúc. Các hoạt động này có thể để chuẩn bị cho việc giải quyết vấn đề độc lập Đài Loan bằng vũ lực nếu cần thiết, theo đài phát thanh của Pháp. Theo tờ South of Hope, vào ngày 14 tháng 5, Hải quân Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận quân sự tại vùng vịnh Bô Hề. Cùng ngày, tàu sân bay Reagan của Hải quân Hoa Kỳ tập trận trên biển gần Iwo Jima. Theo báo cáo chính thức từ chính phủ Trung Quốc, từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7, các cuộc tập trận quân sự và bắn đạn thật sẽ được tổ chức ở khu vực cảng Tang Sơn. Tất cả các tàu và nhân viên không liên quan sẽ được sơ tán đến khu vực an toàn trước. Theo The Star and Stride, tàu sân bay Reagan của Hải quân Hoa Kỳ sẽ bắt đầu cuộc tập trận ở vùng biển gần Iwo Jima vào ngày 14 tháng 5. Theo đài phát thanh của Pháp, giới quan sát nhận định rằng trong cuộc tập trận quân sự này, quân đội Trung Quốc sẽ thực hiện huấn luyện nhiều hình thức chiến đấu bao gồm đa vũ trang, chiếm đảo, phòng không và hỏa tiễn. Các hoạt động này có thể để chuẩn bị cho việc giải quyết vấn đề độc lập Đài Loan bằng vũ lực nếu cần thiết. Nhóm nhiễm COVID-19 cao nhất ở New York là những người ra ngoài ăn uống vui chơi. Theo Reuters, thống đốc bang New York Andrew Cuomo tuyên bố vào ngày thứ Bảy là số người dương tính coronavirus cao nhất không phải là các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế hay nhân viên làm ở các công việc thiết yếu theo những thống kê, những người nhiễm bệnh nhiều nhất thật ra là những người bình thường rời nhà đi mua sắm, tập thể dục hay ra ngoài vui chơi. New York là tâm dịch của Hoa Kỳ, nhưng tình hình có vẻ đã tốt hơn khi các lệnh cách ly và giãn cách đang được xem xét gia giảm trong mùa lễ ngày tưởng niệm Memory Day vào cuối tháng 5 2020. New York sẽ cho phép các bãi biển được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, thống đốc Cuomo cảnh báo rằng khi các lệnh cách ly gia giảm, con số người nhiễm bệnh có thể trở lại tăng nhanh. New York có số người chết vì COVID-19 chiếm đến 1 phần 3 của hơn 80.000 ca toàn quốc, theo thống kê của Reuters. Obama chỉ trích chính trị gia Mỹ yếu kém trong việc chống dịch COVID-19. Theo AP, trong một bài diễn văn phát trực tiếp vào ngày thứ Bảy, vừa qua, cựu Tổng thống Barack Obama đã gửi lời mời chúc mừng đến những sinh viên Mỹ gốc Phi ra trường vào năm nay. Bài diễn văn này nằm trong chương trình dài 2 tiếng, phát trực tiếp trên mạng Show Me Your Walk HBCU Edition để gửi đến những sinh viên theo học tại các trường đại học và cao đẳng dành cho người Mỹ gốc Phi. Tuy nhiên, Obama cũng khiến một số người ngạc nhiên vì ông đã chỉ trích những chính trị gia Mỹ hành động quá kém cỏi trong việc chống dịch COVID-19 trong cùng một bài phát biểu. Barack Obama không nói đến tên của bất kỳ người nào thuộc đảng Cộng Hòa hay là cả Tổng thống Donald Trump. Nhưng Obama đã lên án những người đang nắm vai trò lãnh đạo nhưng vốn không hề thể hiện là họ đang phải làm việc mà họ cần làm. Đại sứ Trung Quốc tại Israel đột tử tại gia Đại sứ Trung Quốc tại Israel Yu Wei được phát hiện đã chết tại nhà hôm nay, ngày 17 tháng 5 theo BBC. Cảnh sát đã tiến hành điều tra và chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy ông bị sát hại. Ông Yu 57 tuổi vừa được bổ nhiệm vào tháng 2 sau khi làm đại sứ ở Ukraine. Đảng Cộng hòa Mỹ dự kiến có 50.000 người tham dự đại hội đảng vào tháng 8. Ủy ban quốc gia Đảng Cộng hòa Mỹ trong một tuyên bố hôm 16 tháng 5 cho biết họ dự kiến sẽ có 50.000 người sẽ tham dự đại hội đảng vào cuối tháng 8 để chính thức đề cử ứng viên tranh chức tổng thống và phó tổng thống nhiệm kỳ 2021-2025. Con số 50.000 người này sẽ bao gồm các cử tri đoàn, giới truyền thông và khách mời. Sự kiện sẽ diễn ra tại thành phố Charlotte, bang North Carolina từ 24 đến 27 tây tháng 8 trưởng ban tổ chức đại hội Marcia Lee Kelly nói, họ biết rằng tổ chức một sự kiện lớn trong điều kiện đại dịch COVID-19 sẽ phải khác đi so với trước đây, mặc dù bà không nói sẽ khác như thế nào. Còn Tổng thống Donald Trump thì tự tin rằng tình hình dịch bệnh sẽ ổn thỏa vào thời điểm diễn ra đại hội. Lãnh đạo nhóm chính trị lớn nhất EU muốn ngăn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp châu Âu, ông Manfred Weber, Chủ tịch Đảng Nhân dân châu Âu viết tắt là EPP, ngày 16 tháng 5 trả lời tờ web Amsontag, Đức. Ông ủng hộ việc đặt lệnh cấm kéo dài 12 tháng đối với việc các nhà đầu tư Trung Quốc mua loại lại doanh, doanh nghiệp châu Âu. EPP là nhóm chính trị lớn nhất trong nghị viện châu Âu. Chúng tôi thấy rằng các công ty Trung Quốc một phần nhận được sự hỗ trợ từ quỹ nhà nước đang ngày một cố gắng thu tóm doanh nghiệp châu Âu đang bị mất giá hoặc rơi vào tình trạng kinh tế khó khăn vì dịch bệnh từ virus corona, chủng mới COVID-19, ông Weber nói. Theo ông, EU vì thế cần hành động phù hợp, tình thế và chấm dứt chuyển mua sắm của Trung Quốc bằng cách đặt ra lệnh cấm 12 tháng cho đến khi cuộc khủng hoảng COVID-19 có thể chấm dứt. Chúng ta phải bảo vệ bản thân, ông nói thêm. Trung Quốc dùng chính sách chia để trị với Liên Âu. Theo tờ South China Morning Post, hôm 16 tháng 5, ủy viên ngoại giao EU ông Joseph Borrell, từng là ngoại trưởng Tây Ban Nha, nói trong một bài viết được một số tờ báo lớn ở Âu Châu loan tải hôm 15 tháng 5 rằng, Trung Quốc đang định dùng chính sách chia để trị nhằm lũng đoạn nhóm gồm 27 quốc gia thành viên này qua việc lợi dụng tình trạng có các quan điểm trái ngược về ngoại giao trong khối EU. Ông Borrell kêu gọi các thành viên EU hãy duy trì tinh thần kỷ luật chung trước việc Trung Quốc lợi dụng sự khác biệt về quan điểm ngoại giao trong khối. Theo ông Borrell, việc đối phó với Trung Quốc là khó khăn vì Bắc Kinh không ngần ngại gì trong việc khai thác các bất đồng quan điểm trong EU. Ủy viên Borrell cũng nêu lên các hành động lợi dụng việc viện trợ nhân đạo cho mục tiêu chính trị của Trung Quốc. Thủ tướng Tây Ban Nha muốn gia hạn tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng Pedro Sanchez muốn kéo dài tình trạng khẩn cấp toàn quốc tới hết tháng 6 trước khi nới phong tỏa hoàn toàn. Chính phủ sẽ đề nghị quốc hội phê chuẩn việc gia hạn tình trạng khẩn cấp. Đây sẽ là giai đoạn khẩn cấp cuối cùng và sẽ được tiếp tục cho tới thời điểm quay lại trạng thái bình thường. Do đó, nó sẽ kéo dài khoảng một tháng. Thay vì 15 ngày, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố trên truyền hình hôm 16 tháng 5. Nếu được quốc hội phê chuẩn, tình trạng khẩn cấp của toàn quốc gia Tây Ban Nha sẽ kéo dài đến hết tháng 6 thay vì 24 tháng 5 như hiện nay. Trước đó, vào ngày 14 tháng 3, Tây Ban Nha đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm ngăn chặn NCOV lây lan. Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng đàn áp Huawei. Theo VOA, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 16 tháng 5 nói Mỹ cần ngưng áp chế phi lý các công ty Trung Quốc như Huawei và một tờ báo của nhà nước Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẵn sàng trả đũa Washington. Trước đó vào hôm 16 tháng 5, chính quyền của Tổng thống Trump đã có bớt đi nhằm ngăn chặn nguồn cung ứng chip toàn cầu cho công ty thiết bị vững thông Huawei, vốn bị liệt vào danh sách đen của Mỹ. Ngoài hành động đối với Huawei, ban đầu tư tiết kiệm hưu trí liên bang Hoa Kỳ, cơ quan giám sát hàng tỷ đô la tiền hưu trí liên bang, tuần này cũng cho biết họ sẽ trì hoãn vô thời hạn các kế hoạch đầu tư vào một số công ty Trung Quốc đang bị xăm soi tại Washington. Nghi phạm diệt chủng Rwanda bị bắt ở Pháp sau nhiều thập niên chạy trốn, hãng tin Reuters dẫn tin từ Bộ Tư pháp Pháp cho biết, nghi phạm diệt chủng Rwanda Felician Kabuga người bị buộc tội tài trợ cho các dân quân đã tàn sát khoảng 800.000 người đã bị bắt hôm ngày 16 tháng 5 gần Paris sau 26 năm chạy trốn. Theo Bộ Tư pháp Pháp, Felician Kabuga, 84 tuổi, người bị truy nã gắt gao nhất của Rwanda với một khoản tiền thưởng trị giá 5 triệu USD đang sống dưới một danh tính giả trong một căn hộ ở Esnier-sur-Seine. Vụ bắt giữ Felician Kabuga hôm nay là một lời nhắc nhở rằng những người chịu trách nhiệm diệt chủng có thể bị bắt giữ, thậm chí sau 26 năm thực hiện tội ác của họ. Sir Bremen, một công tố viên trưởng của cơ chế còn lại của các tòa án hình sự quốc tế, một tòa án của Liên hợp Quốc nói trong một tuyên bố. Joe Biden đã ngăn cản Obama tuần tra hải quân ở Biển Đông. Michael Pillsbury, một trong những chuyên gia hàng đầu của Mỹ về Trung Quốc nói rằng chính cựu phó tổng thống Hoa Kỳ dưới thời ông Obama, ông Joe Biden, đã ngăn chặn hải quân Hoa Kỳ tuần tra thách thức các yêu sách về lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông ta đặc biệt không nhận thức được gì về các mối đe dọa dạ quân sự. Một trong những điều tồi tệ nhất mà tôi đã thấy ông ta làm là khi ông ta còn là phó tổng thống, khi ông Obama muốn tuần tra hải quân ở Biển Đông, thì Biden đã ngăn chặn họ trong suốt 4 năm Ông ta không muốn thách thức các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Michael nói cho một sự kiện trực tiếp về chiến dịch tranh cử của ông Trump. Vì vậy, bạn có thể nghĩ Obama khá tệ khi xử lý vấn đề Trung Quốc, nhưng không hoàn toàn như vậy. Obama muốn chống lại Trung Quốc vì lý do môi trường, ô nhiễm toàn cầu. Biden khác với Obama, ông ta mềm yếu và thậm chí còn nhu nhược trước những câu chuyện và lời dối trá của Trung Quốc tôi thực sự lo cho ông ta, ông Michael nói. Dưới chính quyền Obama, Hải quân Hoa Kỳ đã ngừng tuần tra những vùng biển chiến lược quan trọng từ năm 2012 đến 2015 vì lo ngại làm phiền lụy Trung Quốc. Lợi dụng thời gian đó, Trung Quốc đã xây dựng các đảo nhân tạo trên Biển Đông và trang bị các hệ thống vũ khí ở đó, mặc dù hứa hẹn với chính quyền Obama rằng sẽ không làm như vậy. Ông Michael đã phục vụ trong vai trò tình báo và quốc phòng trong mọi chính quyền kể từ thời Nixon và là tác giả của cuốn sách xuất bản năm 2015, Cuộc đua trăm năm, chiến lược bí mật của Trung Quốc thay thế nước Mỹ trở thành siêu cường quốc toàn cầu. Ông Michael cho biết Biden là một phần của giới tinh hoa toàn cầu hóa với quan điểm cố chấp rằng Trung Quốc không phải là mối đe dọa đối với Hoa Kỳ, được minh họa khi ông ta bác bỏ mối đe dọa này tại một sự kiện tranh cử. Trung Quốc sẽ ăn bữa trưa của chúng ta ư, thôi đi mọi người. Biden nói tại một sự kiện tranh cử ở thành phố Iowa, bang Iowa vào tháng 5 2019, một tuần sau khi tuyên bố tranh cử tổng thống. Ông Michael cho biết, bình luận của Biden đã cho thấy ông ta tin rằng Trung Quốc yếu thế. Xuân Hùng và Kiều Oanh xin kính chào tạm biệt đến quý khán giả hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới kính chúc quý vị gia đình và người thân một ngày tốt đẹp